Xin chào Mèo Phu Nhân đã lại đến với trung tâm K-pop. BTS là nhóm nhạc nổi tiếng toàn cầu, luôn mang đến những giai điệu hết sức ý nghĩa và truyền động lực cho giới trẻ khẳng định chính mình. Thành công của BTS là tập hợp của rất nhiều yếu tố, trong đó quan trọng nhất là sự hòa hợp của 7 mảnh ghép, tưởng chừng như khác biệt, chẳng thể dung hòa, như 7 sắc cầu vồng, mỗi người mang một màu sắc và tỏa sáng rực rỡ nhất theo cách riêng của chính mình, nhưng lại hòa hợp cùng nhau tạo nên những điều tuyệt vời nhất. Trong 7 thành viên nhà Bangtan, Suga là thành viên đã từng tự tin diễn tả bản thân bằng duy nhất hai từ, thiên tài. Không biết với bồ liệu có từng ngỡ ngàng và ngơ ngác trước lời nói này của Suga hay không? Đừng chần chừ mà hãy cùng mình tìm hiểu rõ hơn về những bằng chứng chứng minh Suga là thiên tài nhé! Video được tài trợ bởi KD K-pop Shop. Shop của chúng tôi xin hân hạnh được phục vụ các vua nhân mèo ghé thăm. Giờ thì KD go! Mình có một shop bán đồ BTS trên Facebook. Đường link shop mình để ở phần mô tả và bình luận của video. Mấy bồ nhớ ghé shop để ủng hộ mình nha! Đầu tiên, ngôi sao đang nổi trong giới interior. Trong chương trình Cây Nhà Lá Vườn Ren BTS tập 148 với chủ đề Thiết kế nội thất, các thành viên sẽ chia thành hai đội trả lời những câu hỏi mà staff đưa ra về những kiến thức nội thất. Sau khi trả lời xong các câu hỏi, đội chiến thắng sẽ có quyền lựa chọn một trong hai concept ekip đã chuẩn bị và hoàn thiện nội thất cho căn phòng đó, cùng với quyền hỗ trợ từ staff. Phần trả lời câu hỏi về kiến trúc và nội thất, các thành viên cũng đã có cơ hội ôm lại các kiến thức về nội thất của chính mình, đồng thời được hiểu rõ hơn về những điều mới mẻ trong quá trình thiết kế. Trong các phần trả lời, mấy bồ sẽ được dịp nhìn thấy những bách khoa chân chính nhà Bangtan, RM Suga, với những câu trả lời vô cùng nhanh và chuẩn xác. Ví dụ câu hỏi, hoa văn có hình zigzag mang ý nghĩa gì? Chưa cần đợi staff đọc hết các gợi ý, Suga đã nhanh nhẹn trả lời. Harim Bon, dưới sự cảm thán của Jungkook và Jimin. Câu hỏi tiếp theo là, loại cửa gập giống như đàn accordion hay dùng trong quán cà phê hoặc là cửa hàng gọi là gì? Câu hỏi tương đối gây bối rối cho các thành viên, nhưng Suga đã nhanh nhẹn trả lời, Folding Door. Hay câu hỏi, giấy dán tường được áo một lớp PVC trên lớp giấy, thường hay được dùng làm giấy dán tường, bình thường gọi là gì? Vẫn phong cách cực ngầu của mình, Suga lại lần nữa đưa ra liền câu trả lời khi staff chỉ vừa mới đọc xong câu hỏi. Và đây vẫn là câu trả lời chính xác, giấy dán tường silk. Bên cạnh đó, Suga còn nói thêm về câu trả lời của mình cho các em hiểu, nó hơi sáng bóng và có kim tuyến. Để tăng thêm độ khó, staff đã dành cho các thành viên một câu hỏi về nội thất châu Âu, khiến trang hớp phải thốt lên, anh Suga mạnh mãn châu Âu lắm. Với câu hỏi, đây là cách được dùng ở châu Âu làm khung hình trên, và Suga đã nhẹ nhàng, nho nhã, giơ tay, đã đáp án chính xác. Wainscoting, trước sự đứng hình vài giây của các thành viên, dường như các thành viên còn chưa kịp hình dung câu hỏi, thì Min Suga thông thái đã không cần dừng lại khoảng giây nào mà đưa ra câu trả lời, khiến các câu khen ngợi đều thốt lên từ các thành viên, đỉnh quá, đúng là thần kỳ thật, cái này đúng là hơi bị đỉnh nha, thậm chí là bản thân mình còn phải tua đi tua lại, N lần để hiểu rõ câu hỏi. Staff lúc ấy còn chú thích dòng chữ, tiến sĩ Min, ngôi sao đang đội trong giới interior. Thứ hai, chàng trai giải trí. Trong chương trình Star Show 360 phát sóng vào ngày 7 tháng 11 năm 2016, chào đón sự góp mặt của BTS với sự dẫn dắt hết sức duyên dáng của hai MC Tae Jae Hoon và Lee Jeot, các thành viên của BTS đã có dịp thoải mái giao lưu với chương trình, cũng như giúp cho người hâm mộ hiểu rõ hơn về nhóm và tự tin vô diễn những biệt tài của mình, cũng như là kỹ năng giả giọng của Jungkook và V. Màn trình diễn vũ đạo Russian Roulette của J-Hope và Jungkook hay màn thổi kèn saxophone của V. Nhưng ấn tượng hơn hết là màn tương tác giữa hai MC và Suga khi MC Lee Thất đề nghị một thành viên làm Ego. 1+1 thì Suga đã bảo rằng không phải nó quá cũ rồi sao, khiến cả trường quay được một phen cười lớn. Thế là MC Lee Thất yêu cầu đổi qua làm động tác Sa 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 của Twice. Lúc này Suga nhà ta đã công nhận đây là Aegyo hot nhất năm 2016 và Jimin đã thực hiện nó. Lúc này hai MC đành dành lời khen vẻ mắt đầy thu hút của Jimin, thật giống với phim hoạt hình Mashimado. Nhưng điều thú vị là một lần nữa đến từ vị trí của Suga khi cậu ấy bảo rằng nó không phải của thế kỷ 20 sao. Khi các thành viên và MC chương trình vui cười và cảm thán về những góp ý vô cùng chính xác của Suga, những câu nói của cậu ấy thực sự vừa tính giải trí cao khi xuất hiện tại các chương trình tạp kỹ, vừa khẳng định sự thông thái của cậu không chỉ gói gọn trong âm nhạc mà còn trong nhiều khía cạnh cuộc sống.
Thứ ba, tinh tế trong các cuộc họp báo. Trong buổi họp báo toàn cầu của BTS về album Map of the South Persona, khi nhận được câu hỏi có phần nhạy cảm của một phóng viên khi hỏi rằng tôi nghĩ BTS đã được truyền cảm hứng từ rất nhiều nguồn nghệ thuật, đó là lý do vì sao tôi muốn hỏi các bạn câu này. Các album khác bên cạnh album mới này, một album trước của các bạn, tôi tự hỏi nếu các bạn được truyền nhiều cảm hứng trong khi làm việc, từ những gì tôi được biết các bạn có vấn đề vào tháng 2 năm ngoái về album Queens. Tôi tự hỏi các bạn có gì để nói về vấn đề này không? Trước câu hỏi có phần gây khó chịu cho các thành viên, Suga đã không ngần ngại trả lời thẳng thắn câu hỏi đó như sau. Tôi đang cố gắng sắp xếp lại những gì anh nói. Anh có thể làm rõ câu hỏi của anh được không? Ngay lập tức phóng viên đó đã hỏi lại lý do tôi đề cập đến album Queens là vì đã có một số vấn đề gì về nó, đạo nhạc. Một nghệ sĩ người Pháp đã phản ánh rằng tác phẩm của họ đã bị đạo nhạc. Đó là điều mà tôi đang hỏi về các bạn. Câu hỏi kém duyên này khiến cho các thành viên khó chịu ra mặt. Suga đã thẳng thắn nói rằng, vâng, về vấn đề này, cơ quan đại diện pháp lý của chúng tôi đang liên hệ với nghệ sĩ đó và chúng tôi có cùng ý kiến với đại diện pháp lý của mình. Vậy nên hiện tại, họ đang xử lý vấn đề đó. Bạn sẽ nhận được câu trả lời khi có kết quả. Cảm ơn. Câu trả lời nhanh, gọn, dứt khoát của Suga đã khiến Omi không khỏi nể phục trình độ EQ cao của cậu ấy trước những vấn đề tương đối nhạy cảm như thế này. Thứ tư, mọi thứ đều quá dễ dàng. Trong số phát sóng Rain BTS tập 140, với sự kết hợp đặc biệt giữa Rain BTS và The Games Caterers cùng sự xuất hiện của Navidi. Trò chơi nhìn hình nói tên nhân vật để được các món ăn. Thành viên sẽ ngồi theo thứ tự và nói to tên nhân vật mà Navidi đưa ra. Suga là thành viên không lần nào đoán sai, kể cả là nhân vật trong nước hay quốc tế, nhân vật hoạt hình đến nghệ sĩ ngoài đời thực. Cậu ấy nhẹ nhàng khoan thai nói tên mà không hề có chút bối rối, lúng túng trên gương mặt. Đây là trò chơi, đòi hỏi sự hiểu biết và sự nhanh nhẹn vì thời gian quy định chỉ có 3 giây. Với mức độ hơi khó này, các thành viên đã phải hao hụt rất nhiều thức ăn đến mức khi BTS quyết định cá cược với Navidi. Nếu một thành viên đại diện đoán đúng tên của các nhân vật mà Navidi đưa ra thì BTS sẽ được một phần thịt. Đố mấy bộ thành viên được lựa chọn là ai nè? Vâng, chính là Min Suga. Cậu đã không làm cho các anh em thất vọng khi dễ dàng trả lời đúng câu hỏi và mang lương thực về với buôn làng. Tình anh em thật sự bền lâu. Thứ năm, khả năng chơi bóng rổ không đùa được đâu. Trong đại hội thể thao dành cho idol tổ chức vào tháng 9 năm 2015, Suga đã tham gia phần thi bóng rổ. Với khả năng chơi bóng rổ tốt, từ thời còn đi học, Suga nhanh chóng bộc lộ tài năng của mình và nhiều lần mang điểm về cho đội. Cuối cùng đội của Suga, Gangnam Lakers, đã tiến thẳng vào vòng chung kết và nhận được huy chương vàng. Không những đã biết chơi bóng rổ, Suga nhà băng tan còn có một sở trường về bóng rổ rất đặc biệt, đó là xoay bóng trên đầu ngón tay. Tại chương trình Knowing Brothers tập 94, Suga đã trổ tài xoay bóng trên đầu ngón tay. Với việc xoay bóng như thế, đòi hỏi lực ở đầu ngón tay phải lớn và khả năng giữ thăng bằng cũng như quá trình luyện tập lâu dài. Quả thật chẳng có việc gì Suga muốn mà không làm được. Thứ 6, biết chơi guitar. Trong buổi live giao lưu với fan trên nền tảng V-Live vào ngày 21 tháng 10 năm 2020, Suga đã khiến Ami một fan trầm trồ vì khả năng chơi guitar của mình. Cậu ấy chia sẻ là chỉ mới bắt đầu học guitar trong vài tháng, nhưng để chiều lòng Ami, cậu đã cover lại bài hit Dynamite và 8, ca khúc hợp tác cùng với nữ ca sĩ IU. Bên cạnh đó, tại video hậu trường của show The Tonight Show Jimmy Fallon, Suga đã phô diễn một khúc nhạc guitar tại sân khấu và rồi dừng lại khoảng 2 giây. Min Suga muốn Army chúng mình tự hào bao nhiêu lần mới chịu đây. Thứ 7, giỏi sửa đồ. Mình còn nhớ trong một lần Suga chia sẻ cậu là người chuyên sửa chữa những vật dụng mà IM làm hư thời còn là thực tập sinh. Các thành viên đã ví Suga như một người cha của nhóm về sự nghiêm khắc cũng như là khả năng làm được mọi thứ của mình. Trong show Rain BTS tập 148, cậu chia sẻ đã từng trang trí nội thất cho studio của mình nên thật không quá ngạc nhiên khi cậu khá am hiểu về nội thất. Không chỉ bộc lộ khả năng làm nhạc tài tình với những thiên phú âm nhạc, không phải ai cũng có, Min Suga còn khiến cho Army yêu thương và tự hào về vốn hiểu biết sâu rộng của cậu ấy như nấu ăn, trang trí nội thất, sửa chữa đồ vật, chơi bóng rổ, chơi game, vẽ tranh hay sự hiểu biết về các kiến thức khoa học xã hội. Min Suga trong lòng Army luôn là một bách khoa di động, luôn là hình mẫu để Army nỗ lực và thật không ngoa khi bảo rằng Min Suga là một thiên tài.
Còn bây giờ, giữ đăng ký kênh và nhấn quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi KD có video mới. Đây là kênh KD Kpop. Xin chào và hẹn gặp lại vào mỗi tối hàng ngày lúc 19 giờ. Bye bye!